Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những mảnh ghép muôn màu, từ những khoảnh khắc bên người mình yêu thương, đến sự quan tâm tưởng chừng như là nhỏ nhất. Trong suốt hành trình hơn 29 năm hình thành và phát triển, Nova Group luôn nỗ lực mỗi ngày để nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam, làm bừng sáng hàng triệu gia đình Việt thông qua những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Với tầm nhìn trở thành tổ hợp kinh tế hàng đầu trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, tiêu dùng, Nova Group lan tỏa sắc màu cuộc sống. Từ những dự án bất động sản đô thị với vị thế chiến lược và quy hoạch bền vững, được tích hợp nhiều tiện ích hàng đầu, nâng tầm chất lượng và vẻ đẹp đô thị sống, cho đến ngôi nhà thứ hai lý tưởng tại các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, sức khỏe với kiến trúc đặc trưng chuẩn mực, gần gũi thiên nhiên. Làm nên cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Tất cả mới chỉ là khởi đầu cho một sứ mệnh lâu dài. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tập đoàn liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, Nova Service Group mang những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt. Từ ngành y tế, giáo dục được đầu tư bài bản, đến các hoạt động giải trí văn hóa nghệ thuật. Cụm sân golf PGA độc quyền, học viện bóng đá tầm cỡ khu vực, chuỗi phòng tập rèn luyện sức khỏe tiện nghi, hệ thống nhà hàng ẩm thực và cà phê đa dạng. Tất cả đều hướng đến khách hàng thân yêu và phụng sự vì cộng đồng. Không dừng lại ở đó, với kỳ vọng mang đến cho người Việt những sản phẩm tiêu dùng chất lượng tốt và an toàn nhất, Nova Consumer Group luôn sáng tạo để hoàn thiện theo mô hình từ nông trại đến bàn ăn. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào, Nova Group là tập thể của những con người hiệu quả, chính trực, chuyên nghiệp, đầy đam mê và nhiệt huyết, cùng kiến tạo cộng đồng nhân văn tiên tiến. Nova Group cho cuộc sống bừng sáng.